Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tech 360 sẽ tiến hành giới thiệu cho các bạn một chiếc máy chiếu mới từ đến từ hãng Tico. Thì với mã sản phẩm là D2003, một sản phẩm trong tầm khúc máy mini. Các bạn có thể thấy này, ngay từ đầu chiếc hộp chiếu máy của chúng ta rất là nhỏ gọn. Thiết kế rất là bắt mắt, cầm rất là chắc chắn luôn. Cũng rất là cứng cáp và chắc chắn. Thì tổng quan về bên ngoài của chiếc hộp trước thì mặt trước các bạn có thể thấy là đầu tiên sẽ in một cái dòng DLP Smart Project và một cái hình ảnh như là sản phẩm. Các bạn thể quan sát, đây là mặt trước. Còn tất cả các mặt bên cạnh thì nó không có cái phần gì cả. Chỉ toàn bộ là đều màu đen thôi. Đấy, các bạn có thể thấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở chiếc hộp bên trong ra xem có thành phần gì bên trong các bạn nhé. Các bạn có thể thấy thao tác mở hộp ra rất là dễ dàng. Đây là toàn bộ những thành phần bên trong. Đầu tiên là chiếc máy chiếu chúng ta. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng phần mềm EC. Phần mềm được tích hợp sẵn bên trong thì chúng ta có thể chia sẻ không dây từ những thiết bị mà chúng ta mong muốn lên trên chiếc máy chiếu của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta có một cái củ sạc đi kèm với máy. Đây là củ sạc. Đây là remote. Và đây là cái dây nguồn. Đây là toàn bộ những thành phần bên trong chiếc máy chiếu của chúng ta. Các bạn có thể thấy là máy chiếu thiết kế rất là nhỏ gọn. So với người tiền nhiệm trước kia là một chiếc D1600 không to hơn bao nhiêu cả. Thậm chí nó có phần là bề dọc nó sẽ nhỏ hơn một chút. Mà khá là rất là nhẹ luôn. Thuận tiện chúng ta đầu tiên là thao tác chúng ta mang di chuyển. Rất là nhỏ gọn và thuận tiện cho cái việc đó. Thiết kế ở trên là phần nhựa bóng khá là bắt mắt, các bạn có thể thấy này, nhìn rất là đẹp. Mình sẽ thông qua một số về cái thiết kế của sản phẩm trước. Mặt trước các bạn thấy là đầu tiên là cái ống kính này, mắt nhận hồng ngoại này và khe tản nhiệt khá là rộng đây. Thì máy thiết kế khe tản nhiệt ba bên luôn, đằng trước này và hai bên cạnh, cho chúng ta việc máy vận hành nó ổn định hơn, mát hơn. Vậy thì thấy là mặt trước, mặt trên, phía mặt trên thì bố trí cái phím điều khiển của chúng ta. Các bạn có thể thấy nút home này, những cái phím di chuyển lên xuống trái phải, nút ok. Và đây là cái nút back lại của chúng ta này, có thêm một cái mắt nhận hồng ngoại ở mặt trên này nữa. Các thao tác trên này cũng khá là dễ dàng, mình thấy là bấm cũng rất là nhẹ thôi. Đó. Còn về những cạnh bên, đầu tiên là cạnh bên bên này thì bạn thấy này, đây là bố trí của khe tản nhiệt này và cái phần con lăn để lấy focus cho máy, cho ống kính. Thao tác vặn lên vặn xuống như thế này thôi để lấy nét cho hình ảnh. Về mặt sau này, bố trí những cái cổng kết nối của nó. Đây mình thấy nó có khá nhiều cổng kết nối này. Mình phải kể đến hai cái cổng HDMI này, cổng nguồn thì đây là cái cổng AV 3.5, sắc giống như sắc tai nghe của chúng ta này, lấy âm thanh ra. Hai cổng HDMI, một cổng USB 3.0, một cổng USB 2.0, một cổng cổng RJ45, cổng nhận qua cáp quang, và một cổng optical đây nhận hỗ trợ âm thanh cho chúng ta nó thuận tiện hơn thôi. Nút nguồn on off và một cái cổng nhận nguồn DC in. Đấy là về mặt sau những cái cổng kết nối của nó. Vậy là các bạn có thể thấy là về cái cổng kết nối thì đầy đủ các cổng kết nối thông dụng của chúng ta, hỗ trợ chúng ta kết nối thuận tiện hơn. Ngoài cái việc kết nối có dây thì các bạn có thể tham khảo cái cách kết nối không dây, thì như thông qua cái phần mềm như mình có nói là phần mềm EC đi kèm cài đặt sẵn cho máy rồi. Đây, cái sách hướng dẫn cho các bạn luôn, hướng dẫn bằng hình ảnh chi tiết cụ thể. Mặt dưới thì các bạn có thể thấy là vẫn có khe tản nhiệt bên này. Bạn có thể thấy khe tản nhiệt rất là rộng và thoải mái. Đằng hút đằng trước và thổi sang hai bên giúp máy vận hành ổn định hơn. Gồm có một cái tem sản phẩm, tem mã sản phẩm, và một đây bạn có thể thấy một cái lỗ để gắn vào chân chipboard, rất là thuận tiện chúng ta khi mà chúng ta đặt những cái gậy chipboard. Bởi vì khá máy của chúng ta rất là nhẹ thôi nên là đặt trên chipboard rất là thoải mái. Đây là cái phần mà chúng ta có thể giúp chúng ta nghiêng máy lên khi mà chúng ta đặt ở dưới bàn. Bạn có thể thấy thao tác khá là nhẹ nhàng thôi. Đấy là về cái tổng quan bên ngoài của chiếc máy chiếu Tico D2003 của chúng ta. Mình sẽ nói qua số thông số chi tiết của máy. Thì với độ phân giải thực của máy là 1280x800, hỗ trợ đầu vào là Full HD,
cường độ sáng tới 2300 lumen, độ tương phản là 3000:1 và hỗ trợ chúng ta lật hình được 180 độ khi chúng ta lật ngược máy lại. Tuổi thọ của bóng LED của chúng ta là tối thiểu lên tới 20.000 giờ. Và đặc biệt là chúng ta có chức năng là Auto Keystone, có thể điều chỉnh góc nghiêng lên tới 40 độ. Thì với những tính năng như vậy thì mình sẽ có những cái video test thử chất lượng của chiếc máy chiếu Pico D2300. Các bạn có thể tham khảo giá chi tiết và những chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang có tại website máy chiếu giá rẻ.net. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.